Rồi, hello các bạn, mình cơm sang channel của mình tiếp tục làm video mới nha, bằng game là Rocket Battle. Đó, bằng này mình sẽ đi video thứ hai của phần bí và bi nha các bạn. Mình sẽ đi sử dụng là Jill Grinsing Bot and Bird of Grinsing Bot nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đặt một cái thứ đó mai và mình sử dụng dịch chuyển nha. Đó, đây là video kế tiếp là phần cuối phần bí và bi nha các bạn. Rồi, mình đã dịch chuyển xong Polyp này. Bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra nha. Đó, mình sẽ núp trong góc này nha. Rồi, để Polyp đi ra. Sau đó mình sẽ đặt đây một cái, mình sẽ nhử. Đó, thế là ông đã dịch chuyển luôn. Rồi, chúng ta sẽ go qua đây nha. Ok, khúc này là có một cái con này là con trâu đi. Nó ủi, đó, nhử cho nó ủi vô. Thế là chúng ta giải quyết luôn. Đó, giờ mình sẽ giải quyết luôn cái con trâu này. Đó, con này như là con linh dương nha các bạn. Đó, thì bây giờ đặt tên là linh dương đi. Ok, đã dịch chuyển nó luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy đủ vàng và đi qua dòng thôi các bạn. Đó, khá là dễ dàng nha. Chúng ta sẽ đi một cách kỹ càng để đẹp được perfect nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ nét qua đi dòng level tiếp theo. Đó là phần video cuối cùng, phần bí và bi nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ mở cửa và đi vô luôn nha. Đó, phần này có hai anh trực biết. Đó, mình đi cẩn thận nha, đi né ra. Đó, mình mà đi mà không đúng là nó sẽ ủi mình là bay đi luôn các bạn. May quá. Rồi, chúng ta lấy vàng luôn. Đó, khúc này có một con Polyp đồ chọc nha. Cho ông đi qua luôn các bạn. Sau đó chúng ta sẽ nhử luôn. Đó, nhử lẹt hướng ông. Có một cục vàng bên kia tay trái mình nha. Mình sẽ qua mình lấy luôn các bạn. Trước khi qua mình sẽ né nha. Né hai chiếc xe này. Bây giờ mình chờ chiếc xe đi chạy lên. Chúng ta sẽ chạy lên cho kịp nha các bạn. Ui, xem chút nữa các bạn, may quá. Rồi, cái này thì mình sẽ lấy cái khay màu đỏ này các bạn. Đó, chúng ta sẽ đặt một cái teleport mai này. Bây giờ đợi cơ hội cho ông đi lên, chúng ta sẽ chạy qua. Đó, dịch chuyển luôn các bạn. Rồi, chờ ông biết bắt chúng ta sẽ qua bên kia. Đó, lấy thêm một cái khay màu vàng nữa. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chạy qua đây nha. Đặt hai cái teleport mai dịch chuyển luôn. Đây là cảnh thâm bay của mình nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vô đây lượm hết vàng và qua dòng đó các bạn. Đó, khá là đơn giản nha. Ngày nào thấy kênh Bi Rung Chằng channel của mình làm video hay hấp dẫn thì các bạn nhớ ấn nghe comment, like, share, subscribe kênh Bi Rung Chằng channel của mình. Đó, để giúp kênh của mình mỗi ngày phát triển nha. Ok, thank you bạn đã kìa so much. Rồi, chúng ta sẽ let's go dòng level tiếp theo nha. Đó, level 13. Rồi, mình chỉ bình luận cho đến level thứ 3 thôi nha các bạn. Rồi, mới vô chạy nhanh vô. Đó, đã dịch chuyển luôn. Đó, đến là khứa ổng. Tức là chúng ta đã dịch chuyển xong ông Polyp gầy này. Rồi, tiếp tục mình lên trên kia luôn nha. Ok, lên trên đây thì nhẹ nhàng đó các bạn. Mình cứ chạy nha, chạy ra quay qua thấy mình liền. Rồi, chờ cơ hội để mình dịch chuyển thôi các bạn. Đó, sử dụng là cái dấu chân của Grinsing Bot và Theravod Mai. Dịch chuyển một cách rất là bài bản nha. Không sử dụng là No Wind Toy nha các bạn. Không No No Sea Marker. Rồi, mình lấy vàng đi. Mình sẽ kiếm cái khoảng hở để mình sẽ dịch chuyển con Polyp này. Còn một ông nữa thôi nha. Ồ, không được, không được. Chưa nghe nha các bạn. Các bạn phải chậm rãi lên nha. Sống chậm một chút. Đó, để chúng ta chờ thời cơ nha. Đó, thế là chúng ta đã dịch chuyển xong. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa qua đây. Mình sẽ lấy vàng hết và đi qua dòng nha. Đó, thì các bạn đã xem và ủng hộ kênh Bim Chằng channel của mình. Bạn nào thấy kênh mình hay hấp dẫn, bạn nhớ nhấn comment, like, share, subscribe kênh Bim Chằng channel của mình nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Monthly to keep. Bap the Rino Wowsie. Thank you.
Fiorino. Chaka Marimo, Boogie Wowsy. Zoodle. Thieverino. Snaggeroo. Wazoodle. Fiorino. Boogie Wowsy. Gooly Boogie. Chocoverimo. Monstery Takir. Wazoo. Thank you.
Bob Thievarino. Bob Thievarino. Bob Thievarino. Snaggeroo. Gooly boo-hoo. Of a Remo. Boogie Wowsie.